Xin chào tất cả các em, xin mời các em cùng đến với phần review 4 Đầu tiên chúng ta sẽ tập trung vào phần language Pronunciation, Pronunciation. Number 1, a Choose the word which has a different stress pattern from that of the others Hãy chọn cái từ mà có cái phần trọng âm khác từ uh, cái trọng âm của những cái từ khác đúng không ạ? So với những từ khác Thế đây chúng ta thấy là ở câu số 1 Refree trọng âm của chúng ta là số uh, 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 số số 3 amazing số 2 historic số 2 và invention số 2 Number 2, digital số 1, thuộc về kỹ thuật số, conference, Japanese số 3, đúng không ạ? Vậy đây chúng ta sẽ chọn công C, còn tất cả số 1 hết ạ. Exercise 2, ở uh, read the sentences aloud with the correct stress, how many stressed words are there in each sentence? hãy đọc, hãy đọc các cái từ, ạ, à, hãy đọc các cái câu ở to với cái trọng âm đúng, đọc to lên với trọng âm đúng. vậy có bao nhiêu từ được nhấn trọng âm ở trong mỗi câu? Listen, check, and repeat. nghe, kiểm tra và nhắc lại. ở đây chúng ta thấy là như sau, ở câu số 1 của chúng ta, đúng không ạ? thì chúng ta thấy có 5 từ được nhấn trọng âm. 3. How will people travel to work in the future? 4. Will technology replace humans in the future? No, it won't. Ở câu số 3 đúng không ạ? Chúng ta thấy các từ được nhấn trọng âm đó là từ how, từ people, từ travel, từ work và future, 5 từ. Number four ở câu hỏi của bạn A, chúng ta thấy các từ được nhấn trọng âm là technology, uh, replace, humans, future. Number uh, câu B đó là know the và words. One C, listen and repeat. Nghe và chúng ta nhắc lại. I can remember the names of some planets, such as Venus, Neptune, and Mars. They have a TV, a fridge, a table, and four chairs. Pronunciation. Number two, choose the correct answer A, B, or C. Bây giờ chúng ta sẽ chọn đáp án đúng A, B, C ạ. Câu số 1, cái gì đó đúng không ạ? Là một cái hình ảnh kỹ thuật số nhỏ được sử dụng trên mạng xã hội để bộc lộ cảm xúc vậy chúng ta thấy ở đây đó chính là emoji biểu tượng tình cảm xúc đấy uh, number two chúng ta có một cái gì đó với học sinh từ các quốc gia khác nhau ngày hôm qua vậy chúng ta thấy đó là video conference cuộc họp qua video number three kết quả các cái kết quả của gì đó rất thú vị vậy kết quả của uh, xin lỗi ở đây là kết quả của của thí nghiệm ạ uh, the results of this experiments were very interesting. Kết quả của cuộc thí nghiệm rất thú vị. Còn communication mà chúng ta ấn nhâm đó là sự giao tiếp. Number 4 khi bạn nhìn lên, nhìn vào cái gì đó quá lâu thì mắt của bạn có thể bị mệt. Vậy nhìn ở đây là nhìn lên computer screen, màn hình máy tính. Number five, ở đây câu A chúng ta có contact lenses là kính áp trong nhá. Number five, do you know how many stars there are in the bạn có biết có bao nhiêu đúng không ạ có bao nhiêu cái ngôi sao ở trên à, ở đâu ạ để chúng ta là ở là galaxy dạng ngân hà còn planet chỉ là hành tinh thôi bây giờ xin mời các em đến với phần 3. fill in each blank with the suitable form of the words given hãy điền vào chỗ trống với cái từ đúng dạng từ đúng của các từ đã cho nhé ở đây chúng ta có câu một chúng ta cần một danh từ scientists are interested in the possibility of life on Mars. Các nhà khoa học rất thú, rất thích thú và khả năng có sự sống ở trên sao hỏa. Number two vẫn là một danh từ. A we can use face recognition to identify people. Chúng ta có thể sử dụng nhận diện khuôn mặt để xác định được mọi người. Number three. Khi mà bạn giao tiếp sử dụng công nghệ thì nó được gọi là giao tiếp kỹ thuật số. When we communicate using technology, it is called digital communication. Number four, kết uh, nối internet. The internet connection is slow here, so we can't get in the chat room. Cái kết nối internet ở đây rất là chậm, do vậy chúng ta không thể vào được phòng chat. Number five, uh, chúng ta cần một dụng cụ ạ. Do you think this translation machine will be cheaper in the future? Bạn nghĩ là cái máy dịch thuật này sẽ dễ hơn trong tương lai chứ? À, chúng ta sẽ đến bài tiếp theo, hãy điền vào à, hãy tìm cái phân gạch chân được phát âm à, cái phân gạch chân mà nó bị sai và sửa. Ở đây chúng ta thấy câu số 1, chúng ta thấy là on uh, three hours là đã sai rồi đúng không ạ? For, với cái khoảng thời gian chúng ta sẽ chọn for. Number sư, Bạn có nghĩ là robot teacher giáo viên robot sẽ thay thế giáo viên bằng người đúng không ạ người thật giáo bằng da bằng thịt trong vòng 20 năm nữa không cái cụm uh, cái động từ replace là thay thế đúng không ạ chúng ta sẽ chọn ở đây là chỉ định in nói về thời gian tương lai number three this contact lenses are mine they aren't you are your. ở đây chúng ta là những cái kính áp trong này là của tôi vậy của tôi thì đằng sau không phải là của bạn của bạn cần một đại từ sở yours Number four, this aunt a friend of mine from the UK. Đây là an một người bạn của tôi đến từ UK. Chúng ta sẽ đến phần number five. Change the sentences into reporter speech. Hãy chuyển các câu sau thành câu gián tiếp ạ. Câu số 1 ở câu gián tiếp dạng câu hỏi của tôi để hỏi. My friend asked me what planet I wanted to visit. What planet I wanted? Hiện tại đơn lùi về quá khứ đơn và bỏ đi trợ động từ. Bạn của tôi hỏi tôi là tôi muốn tham hành tinh nào. Number two, she told me that she was reading a book about future ways of communication. Tiếp theo, ở đây nào là chúng ta chuyển định then nhá. hoặc là she told me she was reading a book about future ways of communication then, okay. Ở đây chúng ta thấy là có khác nhau ở từ that. Number 3 three câu hỏi. Lan ask đúng không? Câu hỏi. How teachers would track attendance in the future? Vậy chúng ta thấy là how teacher, how cộng chủ ngữ cộng động từ lùi thì là would track đúng không? Attendance in the future. Number four, chúng ta có our uh, club president said that we were having a video conference with other clubs the next week và đây chúng ta có thể là có các cái đáp án khác nhau nhá. Number five. I asked my mom when there would be a full moon. I asked my mom when there would be a full moon. Ok. A full moon. Tôi hỏi mẹ tôi khi nào sẽ có mặt trăng gọi là mặt trăng rất là tròn đi ạ. Ok. Xin mời các em đến với phần skills, chúng ta sẽ đến luôn với phần skills kỹ năng reading. Đọc ạ. À? hãy đọc những cái ghi chú hãy tích vào cái những cái hộp mà có thông tin đúng bây giờ chúng ta hãy cùng đọc nhé. À, một cần thêm những cái thành viên trong câu lạc bộ mới à, chúng tôi cần các thành viên cho câu lạc bộ khoa học mới độ tuổi là từ 12 đến 14 tuổi à, phải rất là sáng tạo và muốn học những thứ mới các thành viên trong câu lạc bộ gặp nhau một lần một tuần vào các ngày chủ nhật ở cái à, ở đây gọi là à, ở cái à, thư viện của của thị trấn nếu bạn thích hoặc muốn chi tiết hơn thì hãy gửi email đến cái email này hoặc gọi số điện thoại à, cuộc thi à, tiếng anh cuộc thi nói ở trường trường tôi thì đang tổ chức sắp tổ chức một cuộc thi nói tiếng anh về các hành tinh ở hệ mặt trời những học sinh quan tâm có thể tạo ra các tấm poster về một hành tinh mà họ chọn và thuyết trình trước giáo viên. Hãy vui lòng liên hệ tới giáo viên uh, tiếng Anh để biết thêm thông tin uh, không chậm hơn ngày 25 tháng 4 hoặc gửi email tới địa chỉ này. Phần C, nói về cái phương tiện giao thông trong tương lai, phương tiện giao tiếp trong tương lai. Bạn có thích, uh, bạn có quan tâm đến các phương tiện giao tiếp trong tương lai không? Bạn có muốn học về nó từ các chuyên gia không? Hãy đến và tham gia cuộc nói chuyện của chúng tôi. Bây giờ chúng ta hãy tích vào đáp án nhé. Ở đây chúng ta thấy là this notice mentions the age of the participant. Cái thông báo này đúng không ạ? Thì nó đề cập đến tuổi của các đối tượng tham gia đúng hay sai? Đúng hay sai? Thì ở đây chúng ta thấy là uh, uh, Ở câu số 1 là A ạ, chính là cái phần A, nó đề cập đến tuổi. Number 2, participants, give a presentation thuyết trình ở đây tức là gọi là speaking contest đó là cái okay, đoạn B number three participants discuss ways of communication in the future các người tham gia thảo luận các cách để giao tiếp trong tương lai vậy đó là cái phần C number four participants miss one a week các người tham gia gặp gỡ một lần một tuần gặp gỡ một lần một tuần vậy thì ở đây đó chính là uh, gặp gỡ một lần một tuần on Sundays Vậy là phần A và tiếp theo interested people call for more details gọi điện để có thể có thêm chi tiết đúng không ạ đó là phần A cũng có đúng không ạ có số điện thoại đây và ở phần C nữa à, ở phần đề speaking chúng ta sẽ luyện nói ở đây các em hãy tự luyện làm việc theo cặp hãy hỏi về các thiết bị và hoặc là một cái ứng dụng mà bạn sử dụng để học. Hãy trình bày kết quả trước lớp. Ví dụ, what kind of device app is it? Đó là loại thiết bị gì? Number two, how often do you use it? Bạn thường sử dụng nó với cái tần suất như thế nào? Number three, what are the benefits of using it? Vậy cái lợi ích của việc sử dụng là gì? Number four, are there any problems using it? Có vấn đề gì khi sử dụng hay không? Listening. Listening. Three. Listen to Mark talking about the solar system. Fill its blank with no more than two words. Hãy nghe Mark nói về hệ mặt trời. Hãy điền vào chỗ trống không nhiều hơn hai từ. Vậy thì chúng ta thấy là uh, để làm được dạng bài này thì chúng ta phải xác định là cái số từ cần điền là chỉ tối đa là hai từ, tức là có thể một hoặc hai đúng không ạ? Và uh, cái vị trí từ cần điền, ví dụ câu số 1, chúng ta sẽ cần The Sun is a star which has eight planets that move around it. Many of these planets have moons. The Sun, the eight planets, their moons, and other objects make up our solar system. Based on their distances from the Sun, the eight planets are divided into inner and outer planets. The four inner planets are fairly small and have rocky surfaces. They are Mercury, Venus, Earth, and Mars. Beyond Mars is the asteroid belt with millions of rocky objects. On the far side of the asteroid belt are the outer planets. They include Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These four planets are huge and are mostly made up of gas. They all have thick layers of clouds and rings around them. về cái phương tiện giao tiếp mà bạn ưa thích, bạn có thể sử dụng các câu hỏi như là gợi ý. What's your favorite means of communication? Cái phương tiện giao tiếp ưa thích của bạn là gì? How often do you use it? Bạn có thường sử dụng nó như thế nào? What are the benefits of using it? Lợi ích là gì? Do you think you will use it in the future? Bạn có nghĩ là bạn sẽ sử dụng nó trong tương lai không? Rồi, vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nghĩ và cùng viết. Đây là một gợi ý cho em. My favorite means of communication is a mobile phone. I use it every day and talk with anyone. for my family members to friends. It's a very convenient way of communicating with people because it's more and portable. In addition, I can send messages and even make video calls. If my phone is connected to the internet, it will be much better. The reason is I can send and receive emails through or access various websites to update news and information. In the future, I will continue using my mobile phone to communicate. Cái phương tiện giao tiếp ưa thích của tôi là điện thoại. Tôi sử dụng nó hàng ngày để nói chuyện với hầu hết mọi người, từ các thành viên trong gia đình đến bạn bè. À, đó là một cái cách giao tiếp rất thuận tiện với mọi người bởi vì nó nhỏ và rất là có thể cầm nắm được, portable. Bên cạnh đó, tôi có thể gửi các cái tin nhắn và thậm chí là có những cuộc gọi video. Nếu điện thoại của tôi kết nối với Internet thì sẽ tốt hơn nhiều. Lý do là tôi có thể gửi và nhận email và có thể tiếp cận các website khác nhau để update thông tin. À, trong tương lai thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng cái điện thoại thông minh của mình để giao tiếp. Rồi. Bây giờ chúng ta đã kết thúc cái chương trình học Review Unit 4 cũng là bài cuối cùng trong sách tiếng Anh lớp 12 cho các em chuẩn bị cho bài thi thật tốt.